Xin chào mọi người, em tên là Phạm Thị Phượng, thuộc đoàn thanh niên xã Gia Viễn, huyện Chư Bờ Rông, tỉnh Gia Lai. Hôm nay em giới thiệu với mọi người một quyển sách mà em rất là tâm đắc, đó là quyển sách Góc khuất của yêu thương của tác giả Cha Wong Hin. Mọi người hãy cùng em lắng nghe quyển sách này nhé. Góc khuất của yêu thương được chia làm 4 phần: phần 1 đàn ông, phần 2 phụ nữ, phần 3 tình yêu và chiến tranh, phần 4 tôi có nhiệm vụ không hủy hoại chính mình. Mùa chương của cuốn sách như bộ tâm lý, tác giả chuyện trò, dẫn chứng, giải thích, phân tích để ta hiểu nguyên nhân vì sao, biện pháp khắc phục để chữa lành những nỗi đau tâm lý mà chúng ta phải chịu. Một phần của cuốn sách giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về mối quan hệ, về nhiều khái niệm định kiến giới sai như là về đàn ông, về phụ nữ, những mối quan hệ xung quanh mà chúng ta từ xưa đến nay lầm hiểu sai. Những tổn thương của một người trong tâm hồn thường được hình thành trong một quá trình lâu dài, đặc biệt khi những chúng ta sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn, chứng kiến những trận cái kinh khủng và hơn thế nữa, chúng ta có thể bị chịu những trận đòn tâm lý mà không ai hiểu. Bên ngoài thì ta có thể thấy chúng cười nói vui vẻ hòa đồng, tuy nhiên những người này chúng cũng có thể là nạn nhân của sa trấn tâm lý trong gia đình. Gia đình là một nơi mái ấm nhỏ hình thành nhân cách và tính cách của mỗi con người. Nó sẽ cho chúng ta hiểu rõ hơn, cặn kẽ hơn những điều đó một cách cụ thể và chi tiết. Khi chúng ta phải chịu ảnh hưởng không tốt từ các mối quan hệ khi còn nhỏ, nó có thể gây ra những hậu quả rất khó lường, như mất khả năng yêu thương và thấu hiểu tình thương như những người bình thường. Những ký ức ấy vẫn luôn vùng trực sâu trong tâm trí của những đứa trẻ bị tổn thương cho tới khi lớn, nếu không tìm ra biện pháp khắc phục. Chính vì thế, môi trường sống và đặc biệt các mối quan hệ tác động rất lớn đến quá trình hình thành và phát triển nhân cách của con người. Chính vì vậy, chúng ta phải biết nuôi dưỡng những tâm hồn mà bị tổn thương ấy. Thứ hai, đến tình yêu nam nữ. Có thể đây gọi là một kịch tác của tạo hóa đã tạo ra cho chúng ta. Nó được diễn ra một cách tự nhiên theo bản chất của nó, hay theo một hướng nào mà chúng ta không biết hay không, hay chúng ta đang bị đầu độc những định nghĩa vì giới hạn giới tính: phụ nữ phải nấu ăn bếp núc, đàn ông thì phải ra ngoài làm việc, hay những cái định kiến giới về LGBT cũng được phân tích rất chi tiết trong cuốn sách. Góc khuất của yêu thương là một cuốn sách hướng tới các bạn việc yêu thương bản thân một cách tốt nhất. Đặc biệt ở cuốn sách, tác giả hướng các bạn đến một suy nghĩ giải quyết vấn đề vô cùng hợp lý. Ông đã sử dụng những kiến thức chuyên môn của mình để giúp mọi người có thể chữa lành một cách đúng nghĩa, từ mức cơ bản cho đến mức nâng cao. Không gian tâm lý ấy đã được tác giả bộc lộ một cách rất chi là một cách rất là sắc sảo. Một chương sách như vậy như là một buổi tâm lý giúp cho chúng ta có một nơi nương náu, một nơi chúng ta có thể tin cậy. Cuốn sách như là một người bạn đồng hành trong chúng ta trong suốt quãng đời. Chính vì vậy, đây là một cuốn sách rất hay. Hy vọng mọi người có thể cảm nhận về đọc cuốn sách này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.